Rồi, em chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Rồi, mọi người mua hàng thì liên hệ ha, thông tin ở trên cái màn hình này ha. Là số hội nè, 0348 0083 ha. Mọi người có thể nhắn tin hoặc là gọi điện ha. Rồi, cái lúc em bận thì không nghe được điện thoại, mọi người để lại cái tin nhắn ha, để em sẽ trả lời nha. Rồi, khách hàng mới mua hàng bên em thì vui lòng chuyển khoản ha, em gửi hàng. Không có nhận nhận cọc cả điện thoại nha mọi người, tại vì nó nhiều quá rồi không có xài được hết. Rồi, giá trên em chưa bao gồm phí ship ha. Phí ship em gửi bên gửi hàng bên Viettel thì nó rất là rẻ, không có đắt. Rồi, khách mua quen rồi thì em gửi COD luôn ha, là nhận hàng mình trả tiền. Khách quen rồi á, mua hàng nhiều lần thì em vẫn gửi bình thường đó. Rồi, cái video hôm nay có mã là 253 nha mọi người ha, mã video nè. Rồi, khách coi kênh thì bấm vô đăng ký ha, bấm vô cái nút đăng ký để mình để em sẽ cập nhật về cho mọi người mấy cái video mới. Mình bấm đăng ký, bấm thông báo, bấm cái chuông thông báo nữa thì mọi người sẽ nhận được cái video nhanh nhất, nhận được cái thông báo là có cái video đăng lên đó ha. Đó. À, hôm nay là em thanh lý một ít hàng này nha mọi người nè. Hàng này là bán thanh lý ha, rất là hời luôn. Rồi, với này có mấy món đồ mới ha, một ít túi du lịch nè mọi người, túi đeo chéo du lịch ha, túi chéo túi du lịch, với có một cái cặp đựng laptop rất là đẹp luôn. Này, cái túi Nhật nè, túi này nó bằng cái da con gì cũng không biết nữa. Đây, cái da mọi người, túi bao tử đều bụng ha. Đó, một xíu nữa em sẽ giới thiệu tới mấy cái đó ha. Rồi, bây giờ là đây, em giới thiệu mấy cái này trước. Rồi, ở đây có cái đồng hồ của Nhật ha, Citizen nè, đó trên màn hình đó. Rất là đẹp luôn. Rồi, tời nè, ba lăng kéo nè, ba lăng kéo kéo hàng nè ha. Rồi, cái này cái tời kéo luôn nè. Đây có cái cảo hai bố hắn đĩa ha, xe máy này vô xe máy ok. Cái vít đóng ha, đó, nói chung là mấy đồ khá là đẹp. Rồi, đầu tiên giới thiệu cái ba lăng nè ha. Này, con này khá là đẹp luôn nha mọi người, tình trạng còn khá là gọi là mới đó, khá là cứng cáp. Made in Japan ha, tải trọng nó là kéo 0.5 tấn ha, 500 kg á. Đây, móc nó nè, thép đen, con này xích thép đen ha, nó thép nó rất là tốt, nó có nước, cái nước xì nó không có bị sét. Rồi sau coi nó xài là mà nó còn tươi nguyên, nước xì nó rất là tốt đó. Cái dạng mắt xích nó mắt xích nhỏ ha, nè mắt xích nhỏ, nó mắt xích nó nhỏ nên nó xài nó rất là ngon đó. Còn cái này là để mình kéo nè, cái mắt lớn hơn cái gì này. Cái xích này 43 ha, nè tải 0.5 tấn, móc khóa nó có ghi luôn nha. Này xoay đó, chống rối. Đây, dây cũng khá là dài nha, dây này dài khoảng gần 3 mét ha, đo là gần 3 mét. Đây, cổng này cũng vậy nè, cổng này thì gặp đôi lại, đôi
được là cũng gần 3 mét thôi. Nhưng mà nó rơi vào đâu đó là 2m8. Cái này là 3 mét nha mọi người. Dây này 3 mét nè, em đo lại cho chính xác. Em đo theo chiều cao của em rồi cộng thêm nha. Rồi, có 1m65 rồi ha. Vậy là nó hơn 3 mét nè mọi người. 3 mét á. Cho nó chuẩn 3 mét đi. Dây tải 3 mét ha, dây kéo cũng 3 mét. Dây kéo là 3 mét gấp đôi. Hình như cọng dây này 6 mét, gấp đôi là tròn là 3 mét ha. Rồi đây là cái thương hiệu của Made in Japan ha, hiệu con voi nè, có hình con voi. Nó thiết kế rất là nhỏ gọn nha mọi người, so với mấy cái em có xài qua mấy cái ba lăng mà nó dạng của China, Việt Nam gì đó không biết, nói chung đồ ở ngoài thị trường nó rất là to, nó nặng nữa, nó to, nó cần càng á, cái phần này nè. Còn cái của Nhật nó thiết kế rất là gọn. Mày xem cái bàn tay em nè, cầm vô, cầm một tay lên rất là khỏe luôn, nhẹ nhàng, mà tải trọng nó cũng cao ha. Tải lực kéo á. Như xích nó làm cũng gọn nữa, dạng xích nhỏ. Rồi, con ba lăng này mã số 1 ha, giá 1.600.000. Rồi tiếp theo là cái tời này dạng nhỏ siêu mini luôn. Rồi mọi người cầm thấy cầm trong lòng bàn tay. Nhưng mà tải cái lực tải tối đa nó là 350 kg nha. Của Japan sản xuất nha, hàng nội địa Nhật luôn. 350 kg. Lực kéo 25 kg, nó ghi đó. Nè, xích tải nè. Xích tải của Nhật. Móc này nó xài cái móc 500 kg nè. Xài cái móc 5 kg bằng cái móc cái bát lăng bên kia. Rồi đây mình sẽ có cọng dây xích này. Đo dây này coi. Rồi khoảng 9 tấc nha mọi người. 90 cm ha, cái cọng dây này nè. Cho đâu đó nó rơi vào 1 mét ha, luôn móc luôn nè. Rồi mét dưới này nữa chắc cỡ 1m2 đi. Còn trên nữa 3 đó, căng ra cỡ 1m3 ha. Rồi cái này nó hoạt động như thế này mọi người. Đây. Cái đầu này là để mình cột vô cái đồ mình cần kéo nè ha. Hoặc là kéo xe, hoặc là kéo gì kéo ha. Đó. Nó chồng vô nó được cái hồng lộng gì nè. Cái thiết kế của nó như vậy. Để buộc thẳng vào cọng dây xích này luôn ha. Đó. Rồi mình sẽ lắc cái này. Cái này là nó rút dây ha. Rất là nhẹ nè. Rút dây nè. Hoặc là đảo ngược là cũng được. Cái đầu này mình cũng có thể làm đầu kéo được. Đảo ngược là ha. Mở ra mình đảo ngược là. Rồi cái này là đầu treo. Treo hoặc là cột cố định. Rồi ở đây là nó có một cái khóa một chiều ha. Khi mình muốn xả dây này đang khóa nè, xả dây mình bấm vô. Xả dây rồi. Ở đây dùng cái đầu con ốc 21 mọi người. 21 mm ha. Đây mọi người vô cái đuôi chuột 21 mm nè.
là mình sẽ quay nha, cái đuôi chuột tự động quay gạch vậy nè, rất là tiện luôn. Tiếng đuôi chuột gạch vô là ok. Cái này cái vỏ nó bằng inox nha mọi người, vỏ này bằng inox ha, nên rất là bền, khỏi sợ nó xét cái vỏ ha. Còn vỏ inox nè, này đây là sắt, con ốc bằng sắt nè, vỏ inox ha, vỏ hai bên bằng inox. Rất nhỏ gọn nha mọi người, mà tải tới 350 kg. À, trong lòng mình coi một xíu rồi, bộ này mã số 2 ha, 700 ngàn. Rồi số 3 là con vít đóng. Cái con vít này nó hơi bị khựng khựng nha mọi người, nói trước ha, đây, tình trạng nó sao em nói là đây, vẫn đóng vẫn nhảy nhưng mà có lúc nó bị khựng khựng. Có lúc nó nhúng xuống nó lại bị kẹt đây ha, tình trạng nó vậy, không biết vì sao, có cho dầu vô rồi mà nó vẫn khựng khựng. Ngoại hình nó rất là đẹp nè, ngoại hình nè. Chung nó bị khựng khựng. Mũi vít nè, đầy đủ. Đầy đủ mũi ha, 4 mũi nha. Mũi BH2, BH3 với lại hai mũi vít dẹt. Đủ bộ luôn. Và seal. Vít đóng và seal dây ben ha. Tình trạng bị khựng khựng nha, nên em bán sát nha mọi người. Giá này bán sát luôn nha, 300 ngàn, mã số 3. Khựng khựng có lúc đóng được, có lúc đóng nó bị kẹt lại xíu ha. Nó vậy á. Rồi tiếp theo là cái con này là của KTC, KTC Japan. KTC. À, cái cảo để mở, gọi là mở mở cái bít tông hắn đĩa mọi người, ép cái bít tông hắn đĩa ra để hai bố hắn ha, nó chuyên dụng là như vậy ha. Còn mình muốn ép, muốn kẹp gì mình kẹp cũng được, cũng y như cái Eto kẹp cầm tay ha. Rồi, nhưng mà cái công dụng của nó chính thức là nó để hai bố hắn đĩa mọi người, nó bố hắn mình xài cái nó sát vô rồi ha, mình lấy tay mình đâu đẩy rồi nổi đâu, mình lấy cái này mình bung ra, bung ra rồi hai bố mới vô như vậy. Này, cái này nó mở tối đa là nêu đây 7 cm, kích thước này là 5 cm mà. Rồi độ dày nè, độ dày 5 ly 2 ha. Rồi 5 ly nha mọi người, đây chính đo chính xác đây nè, 5 ly. Rồi 5 ly ha, dày 5 ly và độ rộng nó là 50 ha, 5 cm, dày 5, rộng 50 đó. Này xe, cho xe máy cũng được nha, xe máy với lại mô tô, ô tô cũng được luôn, xe hơi luôn. Đây, nó vô tối đa nè. Rồi, 10 ly ha. Tối đa nó là 10 ly ha. 10 ly thì cái bố hắn đĩa mình xài á, là cái đĩa là hết, cái đĩa là hết 4 ly rồi mọi người ha. Cái đĩa mới á, thường xe máy là 4 ly rồi. Rồi bố hắn hai má nữa tầm, cho đâu đó cũng 10 ly á. Là cái bố lúc mòn á, đó là vô ok ha, vô lọt vô rồi là cái mình bung ra ha, bung ra để mình thay bố vô đó, bung ra. Đó,
Rồi, nó xài như vậy ha. Rồi cái này mã số 4 nha, 500.000. Bộ cảo. Này rất ít gặp nhiều người. Giá này quá tốt. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mấy cái đồng hồ này nha mọi người. Mấy đồng hồ này bán sát ha. Nè mấy cái này chưa thử nữa. Cái này chưa, nói chung đem về nó lười, lười đem đi vệ sinh sửa đâu lại ha. Chưa có bung gì hết. Cái con này thì hai pin rồi nó chạy. Không biết sao nó rớt luôn cái cây kim dây ra rồi. Kim giờ kim phút đang chạy ok nha. Là máy nó đang chạy ok nhưng mà nó bị rớt cái kim rồi mọi người. Cái con này cái nó chỉ có cái kiểu này là nó kiểu đồng hồ của quýt mọi người. Nó chỉ có cái mặt thôi à, nó không phải là đồng hồ đeo tay nha. Còn cái con này đeo tay nè, mắt dây à. Chưa biết bên trong nó là gì. Mặt đồng hồ rất là lạ nè. Đó. Chưa có ấy, chưa hay pin, chưa gì hết. Đó. Rồi hai con này là của nữ. Hai con nhỏ xíu. Đây, của Nhật nha mọi người. Chung nó rất nhỏ, không thấy chữ luôn. Con này thấy được Japan nè. Con này nhỏ quá. Con nhỏ quá, không thấy luôn. Rồi, hai con này là của nữ nha mọi người. Hai con máy của Nhật. Rồi, 4 con, 5 con. Cái này là cái bán sát nha mọi người. Nó là cái đồng hồ của Germany luôn nha. Của Đức. Đây. Made in Germany nè ha. Đồng hồ bấm dây, bấm giờ gì đó. Mà nó bằng tự động luôn nha mọi người. Cái con này tự động cơ nè. Bấm dây cơ. Nó đang bị gãy cái này nè ha. Mọi người thấy nó gãy lúc đó không? Đó. Rồi, quan sát luôn. Con này độc lắm nè. Cơ mà nó bấm dây á. Trong lắc nó còn chạy ở đây nha mọi người. Chạy chút chích trong đây nè. Này để em lắc lên cho mọi người coi ha. Cho nghe. Không biết nghe được không? Đó. Nó lắc hồi kim chạy nè. Chung nó sờ cơ lắc nghe. Nghe nó chạy trong đây mọi người, lắc nghe nó chạy. Rồi, em bán mã số 5 ha, 5 cái đồng hồ này nha mọi người. 5 cái luôn nè. 5 cái như trên ha, 400.000.
Rồi tiếp theo là thanh lý hai cái khăn này nha. Khăn trải bàn của Nhật nè. Đây thông số trên hình nha, mới tinh chưa xài 100%. Đây thông số kích thước nè, 103cm x 20cm ha. Là nó tầm 1m x 2m2 á. Trải ra nó thành cái tấm hình chữ nhật 1m x 2m2 ha. À, này nội địa Nhật 100%, chưa xài, mới tinh. Chất liệu nó thì không rõ là bằng gì nữa mọi người. Nó là cái tấm giống như trải lên cái bàn ha. À, nó có lưới lưới trong đây. Rồi hai bộ nha, bộ này là khăn, bộ này cái tay vô, cái bộ này giống như khăn nha mọi người, cái hương hiệu của Pháp ha, Bérécadine nè, thương hiệu của Pháp nổi tiếng nè, sản xuất tại Nhật 100% luôn. Cái này là nó dài 1m3 nhân 1m8 nha, đây thông số nè, 1m3 nhân 1m8 nha mọi người. Rồi nó là chất liệu là vải ha, nó như khăn mặt mình đó. Đó. Kích thước là 1m3 nhân 1m8. Rồi thanh lý hai bộ nha mọi người. Hai bộ 300.000 nè, mã số 6. Rồi tiếp theo là cái bếp từ nha. Bếp từ này 700.000. Chạy ok hoàn chỉnh, đã test hết rồi. Nguyên viên điện 100V ha. Nguyên viên điện 100V giùm em ha. Đây là cái điều chỉnh nhiệt độ nè. Bật lên mình sẽ thấy hiện đèn lên và điều chỉnh lên là sử dụng. Cái này trong clip trước em có test rồi ha mọi người. Mọi người có gì muốn coi là thì coi clip trước ha. Rồi điện nó nguồn cấp vô đây ha. Nguồn bằng 500 nha mọi người. Nên rất an toàn, muốn gị dây rồi gị ha, không có giật. Cái điện nó tuốt bên trong nè, không có giật mình. Đó. Rồi. Đây công suất nó là xài điện 100V ha. Công suất là 1300W nè. Người chú ý xài cái biến áp cho nó bự lên ha. Nó tải mới tốt, biến áp tầm 2kg thì mới chạy này được ha. Đó. Nên nó mới ổn định, nó khỏi sợ hư cái biến áp mình. Cũng như hư cái bếp ha, xài phải dư ra. Rồi bếp từ, nấu thì mấy cái nồi bằng từ ha, nó mới sử dụng được. Ví dụ như cái nồi nó bằng thép á, mình mới sử dụng được ha, mình nhôm thì không xài được. Đó, nó vậy. Rồi giá hành lý luôn ha, 700.000, mã 7. Rồi tiếp theo cái đây, cái đồng hồ Citizen nha mọi người. Cái con đồng hồ này nó rất là đẹp luôn. Này. Đồng hồ để bàn nha. Citizen, mọi người coi trên mặt trước ha, đây. Citizen Japan sản xuất. Này số là mã. Chạy giờ rất là chuẩn, xài pin. Xài pin 2A của mình á, bỏ vô xài ha, người mua mấy ngàn à. Rồi máy Japan nè, Japan này nó không có nắp ha. Rồi bên dưới là cái chất liệu nè, nó làm như cái một cái pho tượng nha mọi người. Này rất là nặng nha, gần 2kg á. Đây gần 2kg rồi mọi người, 1kg 900 mấy gram á, nguyên cả cái này nè, nó đúc đặt nguyên cái khối này là bằng đây, nó giống như đá rồi mọi người ha, chất liệu nó giống như đá vậy nè, mọi thấy không, chỗ này mẻ ra tí nè, nó đúc đặt giống như đá vậy, thấy có ống ánh đá. Đúc ra nha, cái này giống như đúc ra.
Rồi cái nó sơn lên ha, sơn màu vàng của hiệu Citizen nó làm luôn nha mọi người. Cái đế này zin của nó luôn, để trên mặt bàn cho nó êm. Rồi rồi ở đây mọi người thấy nó sẽ nó bị nứt nè ha, nó bị nứt xíu mà nó bệnh nó dán lại rồi nha mọi người nè, chung bệnh nó dán lại rồi, cũ mà bị nứt nè, nó dán lại rồi thì tình trạng giờ nó ok. Này 9 giờ nè. Rồi chạy ok, giờ chạy chính xác. Cái tượng rất là đẹp nữa. Rồi kích thước nó là, nó chiều cao nó là khoảng 25 cm nha. Cái đáy 18 nè. Rồi mặt đồng hồ là 9 cm. Rồi cái đồng hồ để bàn này mã số 8 nha mọi người, giá bán 1.200.000. Đồng hồ để bàn kiểu tượng ha. Rồi tới nguyên cái đống hành lý này nha mọi người ha. Là tổng cộng nó là 7 kg ha, cần lên hay 7 kg. Hành lý 900.000 nha mọi người, xem kỹ nha, tại vì nó có đồ xài, có đồ nó bị lỗi, có đồ nó ấy ha, hành lý hết. Giờ bày ra từng món nha. Trong giá rất là hời luôn. Đây cái cân của Mỹ ha, xài trọng lượng của Mỹ nha mọi người. Mọi người chú ý ha, nè, của Mỹ xài rất là đẹp. Made in Mexico. Còn mới. Rồi cái máy tính này là nó lên nhưng mà màn hình bị tối ha. Còn sống. Máy tính Japan, Made in Japan. Xài pin. Rồi cái đèn pin này như nó hư công tắc nha, của Toshiba ha. Vô pin cái bóng dây tóc còn ok mà nó không sáng, nó bị hư công tắc. Rồi cục nguồn nè, nguồn lên ha, nguồn điện 100. Ra 12V. Nguồn điện 100 120V ha, ra 12. Rồi cái này cái chụp của máy chụp hình. Rồi cái này cái xác của máy khò nha mọi người. Cái máy sò khò này chuyên nghiệp luôn á, mà nó về cắm nó im ru ha. Bán xác luôn. Made in Switzerland nè ha. Của Thụy Điển sản xuất luôn. Điện 100, công suất 1.500W. Mà cắm im ru ha. Im ru bán luôn, bán sát. Nó có cọng dây rất là dày luôn nè. Sát chết. Rồi, cái này, cái này ngon lành nè. Cái này là cái sưởi ấm của cái hộp cá nha mọi người. Điện 100, công suất 80W. Mới tinh. Như mới. Rồi máy đồ linh tinh. Cái đồng hồ áp của máy cao áp nè, 300 kg, cách chơi máy rửa xe. Rồi cái đồ khui đẹp ghê, cái đồ khui này khui bia. Rồi cái chân này của iPhone không biết cái làm cái gì nè, iPhone iPad gì mọi người. Cái USB nè ha, nó ra cái chân rắc 3.5. Cái logo của xe Nhật bằng đặt luôn nha mọi người, đặt kim loại luôn, không biết của hãng gì nữa. Rồi một mới cái đo nhiệt độ này nha, đây em có 2, 4, 5 cái luôn ha, 5 cái đo nhiệt độ mọi người, anh lấy luôn. 5 cái nè, đo nhiệt độ nước nha, nhúng xuống, nhúng vô nước sôi là nó tăng nhiệt độ lên ha, tối đa 100 độ. Rồi cho đồ luôn. Rồi tiếp theo một cái kìm rất là đẹp, kìm bằng thép trắng, không biết chức năng nó là kẹp gì, nó cái đầu nó
vuông vuông nhỏ nhỏ mọi người. Cái này dùng hơi ha, cái này cái lưỡi cắt dùng hơi, xài ngon lành. Vô hơi thử rồi ha. Nó cắt tách 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 luôn, cắt vậy nè. Đó, vô hơi cái nó cắt vậy. Đây như cái kìm cắt tay mình đó, nhưng mà nó bằng xài hơi ha. Cho vô luôn. Rồi, cái bộ này có đăng rồi nha mọi người. Cũng coi chi tiết thì mọi người coi ha. Còn cái này sơ qua bán nha nha. Mình lấy không? Nè, nó là cái bộ đế để gắn vô giày ha. Để đi, nói chung đi trên đầm lầy, đi trên mấy cái gì dũng nước này kia ha. Nè, cái hình nó mô tả nè. Hai cái đế bằng nhôm. Có 4 cây ốc để mình đi trên mấy cái cây này ha. Nâng cao cái giày mình lên nè. Nhôm rất là cứng cáp nặng nha mọi người, đầy đủ cái phụ kiện của nó. Da ban luôn. Rồi. Rồi hết rồi mọi người. Đó. Tất cả vô đây nha. Chính xác rồi, vô đó. Rồi, cái mã nó là số 9 ha, mã nguyên đóng túi đồ nghề này số 9 7 kg, 900.000. Bỏ vô lại. Rồi giới thiệu tiếp mấy cái đây. Một số túi túi này ha. Rồi tiếp theo nè, cái túi đeo bụng ha, túi này đeo bụng, đeo thắt lưng nè, dạng túi bao tử, túi rất độc luôn nha, nó là cái da của cái con gì không biết nữa mọi người, nè, da nha, giống con da con rắn, mà cũng không phải, nó bự quá. Đây, túi Nhật nha, móc khóa Nhật nè. Khóa Nhật. Đây, cái form nó rất là lạ nè. Đó, form nó vậy. Đó. Một năng duy nhất. Đây. Đường may rất là kỹ nha. Đúng hàng Nhật. Nhật thủ công nó làm may rất là kỹ. Nhìn đường may nó rất là, nó rất là nét.
thước nó là tầm 20 ha, 20 20 nhân cho 15 à 12. Rồi cái túi này mã số 10 mọi người, 500.000. Đây, khóa này điều chỉnh được nè. Đeo đúng đeo vô bụng không rồi. Đã thắt lưng. Bỏ điện thoại cũng được. Không thôi có tiền bỏ này bỏ kia ha. Mà quan trọng là nó độc. Nó bằng da rất là độc luôn. Nhìn nó rất là độc. Rồi tiếp theo một con túi cũng là đeo thắt lưng ha, đeo xỏ ngang thắt lưng này. Để bỏ điện thoại iPad 7-8 inch được. Rồi, ngăn nè. Đây nó sờn tí nhưng mà da sờn. Màu này rất là đẹp, màu này nó sáng, màu vàng. Vàng da bò. Con này hàng thương hiệu Columbia nha nè. Martin Columbia sản xuất ha. Đây, da nè ha, Columbia sản xuất. Rồi bên trong có lót một cái lớp vải. Hai băng ngăn nha, ba ngăn kéo và một cái ngăn hộp ở bên ngoài nữa ha. Rồi làm sao có đồ để đeo. Rồi túi này mã 11 nha, 4,5. Kích thước là 20 ha, 20 nhân cho 15. Rồi cái túi này là túi đựng máy chụp hình nha. Đây một cái túi đựng máy chụp hình của Panasonic DigiCam. Panasonic DigiCam ha. Túi đựng máy chụp hình của Panasonic. Đây là dây để đeo nè. Đây bên trong mọi người, bên trong nó có một ngăn bự nè. Ở đây một ngăn nữa nè. Ngăn nó có nhiều cái ngăn lưới để đựng chung là đựng thẻ nhớ, đựng này kia. Mấy đồ lặt vặt. Dây sạc đồ này kia ha. Rồi hai cái ngăn lưới hai bên. Rồi, xin lỗi mọi người nha, nãy có điện thoại. Rồi hai ngăn lưới hai bên ha. Rồi có cái ngăn lưới ở trên nữa nè mọi người. Trên cái nóc nó có một cái ngăn lưới nhỏ ha. Rồi hai bên nó làm cái bằng cái chất liệu nó dày lắm, như là nó chống da đặc mọi người nè. Nhìn nó im. Rồi bên ngoài cũng có một ngăn nhỏ nữa. Rất là nhiều ngăn luôn. Đây cái dây đeo mình sẽ đeo như vậy ha. Xỏ vô vậy. Dây đeo có thể tháo rời, cất. Rất là tiện.
Đây, một cái đồ để đeo. Rồi tiếp theo là em có 4 món nha mọi người, 4 cái túi đeo thắt lưng ha. 4 cái này bán chung nha mọi người, 4 cái ha, 300. Đây, túi này là túi này 3 ngăn ha. Có thể đựng dao kéo. Dao kéo đựng mấy cái dụng cụ này kia ha. Để xỏ dây nịt nữa ha, do xỏ thắt lưng mình đeo này. Và đựng để làm việc. Đựng các cành đồ này kia cũng được. Rồi cái này cũng là như vậy, cũng xỏ thắt lưng ha, nhưng mà nó bằng da ha, bằng da rất là dày. Rồi xỏ cái chung kéo này kia, mấy đồ nhỏ nhỏ vô được ha. Rồi cái này cũng đeo thắt lưng ha, cái này không biết đựng gì, có hai con dây, đó là cái nút đây mọi người, không biết đựng gì nha. Nhưng mà mọi người đựng gì cũng được, vừa bỏ vô ha. Nè, nó hình vuông cũng khá là rộng, rất là dày chắc chắn. Cái này giống đựng cái máy chụp hình cũng được mọi người, máy hình dạng du lịch đó, bỏ vô ha. Rồi cái này là cái túi dạng nó treo nè, cũng đeo thắt lưng được, nhưng mà nó dạng treo ngang mọi người. Treo xỏ lên, treo xe cũng được, mấy xe mà có mấy cái móc xỏ vô là nó treo bên hông, cặp hông xe. Rồi cái túi này nó đơn giản, túi này bằng vải ở bên trong, túi này cũ rồi, bạn thêm thôi, nó bị lủng một lỗ. Rồi 4 món mọi người ha, 4 món ha, 4 món 300.000, mã số 13. Rồi tiếp theo là hai cái túi đeo chéo, đeo chéo đeo thắt lưng, cái này đeo thắt lưng, đeo chéo cũng được, giãn dây ra, cái này da đeo thắt lưng. Cái này là đeo chéo mọi người nè, túi đeo chéo. Rồi con này dạng da ha, đây con chín đó nè. Đây cái thông số của nó nè, tem Nhật ha, chuẩn thị trường Nhật, sản xuất tại China, thị trường Nhật. Bên trong là ngoài da ha, bên trong nó có lót một cái lớp như vải dù luôn, đường may chắc chắn, đường may này kỹ càng chắc chắn luôn. Có một ngăn chính nè ha, có thể đựng điện thoại, iPad này tới 10 inch luôn, nó tính bảng tới 10 inch ha, rất là rộng. Rồi đây là hai cái túi, hai cái ngăn ở bên ngoài luôn rồi nè. Cái kiểu nó móc khóa vậy á, nhưng mà nó xài cái 500 nha, cho mình tiện đó. Khóa cho nó đẹp, cho người xài 500. Đây bị cấn xíu một ngực nè, nó cấn nó gắt xíu này, gắt bên ngoài nha, bên ngoài cái miếng quai này. Rồi đây, mặt sau nè, Nitco, móc khóa này nó hiệu Nitco. Rồi có thể tăng chỉnh, nhưng chỉnh dài cũng được. Cái này là nó đang để đeo thắt lưng nè ha. Rồi
kích thước là khoảng 30 ha, 30 nhân cho 20 nha. Rồi con này mã 14 ha, 600 ngàn. Con túi đeo thắt lưng, túi da. Rồi tiếp theo là cái con này bằng vải gì? Vải dù nha mọi người. Cái vải dù ha, vải này nhẹ. Nó rất là nhẹ, tiện lợi, mềm ha. Đây, ngăn kéo nè. Đây là cái ngăn chính của nó. Khá là rộng nha. Đây. Cái này nó khoảng 27 ha, 27 nhân cho 20 nhân cho 10 ha. Đấy 10. Đây, chữ Nhật. Tiếng Nhật nè, chằm chằm gì vậy? Rồi. Đây nó có một cái ngăn đựng iPad nha mọi người nè. Nó chống sóc, mềm mềm. Ngoài cũng lớp dày lắm nè. Đựng iPad riêng đây ha. Nó tính bảng á. Rồi ngăn đây mình đựng đồ. Đây là hai ngăn ngoài. Rồi có hai ngăn kéo nhỏ nữa. Rồi. Rồi túi lưới hai bên. Rồi hai ngăn lưới. Ngăn lưới nhỏ hai bên nữa. Đây. Đựng chai nước nhỏ. Rồi dây đeo chống mỏi ha. Đây cái chống mỏi. Nó rất là mềm để cho mình chống mỏi cái lưng mình, mỏi cái vai mình. Rồi cái con này mã 15 nha, 400 ngàn. Full màu đen, rất là đẹp. Đường may chắc chắn, độ mới rất là cao nè. Con này độ mới cao. Rồi. Tiếp theo rồi. Đây. Một cái cặp laptop nha. Cặp này đây. Hàn Quốc nè mọi người. Sản xuất ở Hàn Quốc nè. Thương hiệu Hàn Quốc. Nó bằng vải vải bố mọi người. Màu xanh rêu ha. Lên hình nó hơi bị khác màu xíu, nhưng mà nó màu xanh rêu ha. Phối da nâu ha, màu nâu nè. Rất là đẹp, sang trọng, đựng laptop. Đây kích thước nó là đây vuông nè, vuông 40 30 ha, 40 30 nhân 6. Rồi kéo đây, kéo nó có dập móc khóa luôn, dập hiệu. Tay chiên đựng laptop luôn nha mọi người. Rồi, đựng laptop trong đây ha. Tại vì nó cái khung nó rất là cứng nha. Khung nó dạng như chống sóc. Ha. Khung dạng chống sóc nha. Nghe nó rất là cứng. Ở đây nó có dây giống dây bảo hiểm khi ngồi ô tô lắm mọi người. Bỏ đồ vô là nó càng lại ha. Rồi đây có mấy cái ngăn nhỏ nè. Hai ngăn để hai cái bút nữa. Này cặp virus ha. Rồi, ở ngoài có một cái ngăn phụ nữa mọi người. Khá là rộng luôn, cái ngăn này full ở ngoài luôn nè. Full ngoặc này luôn. Rồi. Đây, cái dây đeo nguyên zin của nó nha. Dây đeo quá đẹp luôn. Dây đeo nó phối màu rêu với lại màu da nâu ha, đẹp. Móc thép, móc đẹp luôn. Đây gắn qua vô vậy ha.
này mới tin vậy ta. Cái dây thấy chưa chạy luôn. Này nó xi đen, nó sơn đen ha, sơn tĩnh điện màu đen, không thấy chạy, còn rất mới. Đó, rồi đeo rất là sang luôn. Rồi cái này mã 16 ha, 450 ngàn. À, con này đeo chéo nè, đeo chéo da phối với lại cái loại gì người ta gọi là cái gì ta, canvas hả, không biết bố hả, canvas hả? Nói chung nó dày dày, này rất bền luôn. Cái loại vải này nó bền lắm nè, xài bây giờ nó mới mà lủng nổi. Rồi ở đây da nha, da thật nè, nguyên cái tấm này da thật, nó dập lên rất là đẹp, tạo cái hoa văn đó. Rồi có ngăn kéo đây, logo cũng hiệu. Đây là cái ngăn chính đây, cũng khá là rộng luôn rồi. Này đựng được cái iPad 10 inch ha, iPad với lại điện thoại ha, cái tờ bóp ví này kia. Đây có hai cái ngăn nhỏ xíu nữa nè, đi vô. À, rồi tiếp tục nhé, tại có điện thoại tới em nghe. Rồi dây đeo này riêng của nó luôn ha, dây đeo của nó. Cái dây đeo, dây đeo nó bản to nên đeo nó không có mỏi. Con này kích thước là nó khoảng 28 ha, 28 nhân cho 23 đi, 28 nhân 23 nhân cho cái này 6 phân, 5 phân. Rồi mã 17 nha, 500 ngàn, túi đeo chéo. Rồi tiếp theo cái túi này, túi du lịch nha mọi người. Cái túi du lịch này đẹp mà ra độc nè, chung nó tình trạng nó đẹp mà độc ha. Đây đáy nè, cái này nó là nó phối giữa vải, cái loại vải vải rin mọi người, vải dày á, giống như vải quần rin mình á, vải rin á, rin đen. Vải và phối với da ha, là da nè, này phối phái với phối với da ha. Đây mấy cái viền này da hết nè ha, da nè, khóa đồng, khóa là chơi khóa đồng hết luôn. Cái này là cái đường viền để trang trí ha, nhưng mà nó kiểu dây khóa bằng đồng nè, khóa nè. Đó, cái dây khóa này bằng đồng nè ha. Rồi bên trong nè, bên trong một cái ngăn, một ngăn và có một cái ngăn kéo nhỏ xíu đây ha, ngăn kéo nhỏ xíu đây. Rồi một ngăn chính, cái này mình đựng được tầm 6-7 bộ đồ mọi người ha.
thước này đựng được 60 bộ đồ. Và kéo nó kéo một lần 2 cộng à, rất là độc luôn ha, cái miệng nó bự. Và ở đây có một cái miếng hít lại. Rồi cho nó kín lại, kín miệng. Rồi kích thước con này cỡ này 40 ha. 40 nhân cho 30. Đáy 20. À, 40 30 đáy, chính xác 18. Đáy 18. Rồi dây nó là nguyên zin nè mọi người. Dây còn cũng dây đeo luôn nè. Dây đeo cũng nè, đó. Đây. Đó là vừa túi du lịch ha, dạng túi du lịch hoặc sách tay cũng được mà, sách tay cũng đẹp luôn. Đây mấy cái quai để sách tay rất là đẹp, kiểu lạ độc. Rồi cái con này mã đâu rồi ta? Rồi mã nó là 18 mọi người, 600 ngàn. Mã 18, 600 ngàn. Rồi ở đây em còn một cái túi du lịch nữa nè. Túi này của Nai mọi người. Một con của Nai. Con này nó dạng nó tương đối nó bự hơn con này, đựng khoảng 8-9 bộ đồ luôn. Đồ nhỏ nhỏ, đồ nữ thì chục bộ. Đây. Đây kích thước nó nè, nó chưa có mở đáy nha mọi người, nó còn mở rộng cái đáy ra được ha. Này đáy nè. Rồi đem đo kích thước. Con này cũng cỡ 40 x 30 ha. Nhân cho này 23, 24 rồi. 40 nhân 30 nhưng mà cái đáy nó rộng hơn con này. Đáy nó tới 24 ha. Mà còn mở rộng cái chiều sâu của cái đáy nè mọi người. Đây nó rất là hay. Đó. Nâng lên chiều sâu được 10 phân nữa nè. Ha. Rồi. Cao lên nè. Đó, rộng ra đó. Là hành chiều cao nó tới 40 luôn rồi. Là dạng 40 nhân 40 nhân cho 24. Rất là rộng nha. Đựng cả chục bộ đồ. Đó. À, dạng bên trong nó có lớp như là PU mọi người, nó chán cái lớp PU ha, PU để chống nước nhẹ. Rồi, dây đeo. Rồi con này mã số 19 thôi, 350 ngàn. Túi Nai màu xanh, 350 ngàn. Rồi cái này là cái ba lô. Có một cái ba lô ba lô màu đen. Nó hơi bụi nha mọi người. Màu đen nó dễ dính bụi. Rồi ba lô này đơn giản, có một ngăn. Đây một ngăn chính. Rồi, hiệu nè, Bowie. Có một cái túi nhỏ trên đây. Rồi, một cái túi ở đây nữa. Một cái ngăn ở đây nữa ha. Rồi, rồi hết rồi. Cái ba lô này nó tầm 20 lít ha. 20 lít nha mọi người, ba lô dạng 20 lít. Ba lô thường tính bằng lít ha. Em cũng đoán nó bằng lít là nó cỡ 20 lít. Ở bên ngoài có hai ngăn kéo này. Đây. Hai ngăn. Nè. Phía sau nè, có cũng có điểm lưng hóng khí. Rồi quai đeo này êm. Quai này quai chống mỏi. Êm ạ. Ở đây nó có cái đồ để mình buộc hai cái quai lại với nhau nè khi mà đeo á. Cho nó không bị chạy đi chạy tới chạy lui ha, chống mỏi cái quai mình.
cái lưng cái vai. Ở đây có hai cái móc nè, để mình có thể treo đồ, treo không treo gì treo ha, nhưng mà đeo vô, treo chìa khóa này kia treo vô. Rồi vậy ha, ok, tình trạng còn ok, không có vấn đề gì. Rồi ba lô 250 ha, mã số 20 ha, 250. Rồi em hết rồi mọi người. Rồi xin chào mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ha. Hẹn gặp lại.